Chiều nay ngày 15 tháng 7, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở của trường chính trị tỉnh. Thực hiện chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, Công đoàn trường chính trị tỉnh Thanh Hóa đã phát động trong toàn thể cán bộ giáo viên trong 2 năm sẽ ủng hộ kinh phí làm 5 nhà đại đoàn kết. Trường chính trị tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ làm 2 căn nhà nhằm chung tay chăm lo công tác an sinh xã hội của tỉnh. Đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn trường chính trị tỉnh thời gian qua đã tham gia các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn hỗ trợ này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ hướng dẫn các địa phương lựa chọn hỗ trợ các gia đình sửa chữa, xây dựng nhà ở.